8 tình huống khó mà cầu đạo. Nam Hải cổ Phật khai thị từ bi. Huấn trong huấn trừ ân, vui mừng thiên sứ phùng sinh. Nguyên thủy Phật tính chợt giác tỉnh, tam kỳ may mắn được đại xá. Hổ thẹn mậu ân khó báo đền, thề hoàng trọng nhiệm để báo tạ. Sứ mệnh kế thừa không thối lui, trí tuệ bồ đề mãi mãi thành. Các vị hiền sĩ có quen biết cổ Phật ta không? Duyên phận của các hiền sĩ và cổ Phật ta là rất thâm sâu. Bởi vì rất lâu về trước, có rất nhiều lớp viên ở nơi này đã từng cùng với cổ Phật ta ở Nam Hải Phổ Đà Sơn tu luyện, trải qua thời gian rất dài. Lúc đầu, cổ Phật ta vì nhìn thấy thế gian đau khổ nên phát nguyện xuống hồng trần đi quảng độ chúng sinh, quảng kết thiện duyên. Các hiền sĩ được cổ Phật ta làm cảm động, cũng đã phát nguyện tái sinh làm người thế gian, nguyện ý trải qua sinh tử khổ nạn để quảng độ chúng sinh. Lúc đó, các hiền sĩ đã từng khẩn cầu: con có thể lắng nghe cổ Phật ta từ bi khai thị trong tương lai. Cho nên hôm nay, Hoàng Mẫu đặc biệt lệnh cho cổ Phật ta giáng lâm tại Phật đường này để kết lại thiện duyên trước kia, hoàn thành nguyện vọng của các hiền sĩ lúc đầu. Sau khi hiền sĩ từ Phổ Đà Sơn xuống phàm trần, bởi vì công lực tu hành chưa đủ thâm hậu, cho nên mê muội ở nhân gian, luân hồi tại thế gian, đến nay vẫn chưa có cách quay về bổn vị. May mắn thay, thời nay là tam kỳ mạt kiếp niên, lúc đại khai phổ độ, các hiền sĩ có cơ duyên đến Bạch Dương Phật đường cầu đạo, tu đạo, và tiếp tục đi trên con đường tu đạo mà tiền kiếp chưa tu sâu. Xin hỏi các hiền sĩ đã cầu đạo rồi, mời giơ tay lên. Đã lập thanh khẩu rồi, mời giơ tay lên. Hiện nay đang học tập ăn chay, mời giơ tay lên. Các hiền sĩ từ giai đoạn cầu đạo cho đến giai đoạn học tập ăn chay, sau rồi tiến tới giai đoạn lập thanh khẩu nguyện, rất là không dễ dàng. Các vị phải thay đổi thói quen vốn dĩ ăn mặn của mình mà thay đổi thành người ăn chay. Việc này là cần phải hạ quyết tâm rất lớn. Các vị hiền sĩ nếu như còn chưa cầu đạo, phải cố gắng nhanh lên cầu đạo, vì cầu đạo mới mở ra được tiên thiên huyền quang khiếu. Chỉ khi tiên thiên huyền quang khiếu được mở ra, chân dương khí của thân thể trong linh tính và trong thiên địa mới xuyên suốt thành một thể. Không gian ở Phật đường này tuy hơi chật hẹp một chút, và cũng là lần đầu mở Tam Tạo Pháp Hội, cho nên còn có rất nhiều chỗ chưa được phương tiện cho lắm, xin các hiền sĩ bỏ qua. Phật đường tuy rằng có nhiều chỗ bất tiện, nhưng chắc chắn trong tâm hiền sĩ rất vui. Đó là vì mỗi hiền sĩ đều có đại nguyện đến cứu thế nhân từ tiên thiên, không ngừng nguyện ý vì cứu vớt chúng sinh mà hy sinh phụng hiến trong biển kiếp. Cho nên hôm nay, tuy rằng có nhiều đạo lý nghe không hiểu lắm, nhưng trong tâm của các hiền sĩ vẫn rất vui. Tuy phải trải qua quá trình phiên dịch, hao phí rất nhiều thời gian, các vị vẫn cứ muốn lắng nghe đạo lý. Đó là vì có mang nguyện lực cứu tam tạo chúng sinh. Thật ra, thiên mệnh Bạch Dương Phổ Độ sớm đã do tiền hiền từ các tổ đường dây dẫn vào Campuchia. Nhưng căn Phật đường này cùng với những căn Phật đường trước đó có khác nhau, vì căn Phật đường này mang thiên mệnh cứu vớt tam giới chúng sinh, bao gồm cả giới vô hình, và mang thiên mệnh thượng thiên định ra nhất quán chế độ. Thêm nữa,
bởi vì có thiên mệnh khai xá tam tào cùng với Phật quy nhất quán chế độ, cho nên hiền sĩ có thể an tâm chăm chỉ tu bàn đạo, sẽ không bởi vì tình cảm của người với người cùng với những công việc nghĩa vụ mà không cách nào an tâm tu đạo. Sự quấy nhiễu của tứ sinh nguyên nhân ảnh hưởng rất lớn. Xin các hiền sĩ trong tâm tự mình liễu nguyện, cũng cùng với thượng thiên liễu nguyện, sau này chắc chắn sẽ thanh khẩu như tố. Các hiền sĩ có cảm thấy ăn chay rất là cách biệt không? Ai biết nấu ăn chay? Giơ tay lên. Hy vọng rằng các hiền sĩ biết nấu đồ chay thường về Phật đường giúp đỡ và dạy các hiền sĩ không biết nấu đồ chay, nhất là các bà mẹ có gia đình, có chồng, có con cái, nhất định phải học nấu đồ chay mới thành toàn được người nhà cùng ăn chay. Đối với phái nam, phái nữ chưa kết hôn, vẫn có thể học tập phương pháp nấu đồ chay. Ăn chay khiến cho ta cảm thấy có được tinh thần tốt hơn, nhìn trẻ hơn. Nếu như ăn chay càng lâu, nhìn càng trẻ hơn, cổ Phật ta xin hỏi hướng dẫn giảng sư đã ăn chay được bao nhiêu năm rồi? Hiện nay bao nhiêu tuổi? Cổ Phật từ bi, đệ tử ăn chay 15 năm, hiện 34 tuổi. Chúng ta nhìn giảng sư cảm thấy rất trẻ, phải không? Cổ Phật xin hỏi hiền sĩ ăn chay bao lâu rồi? Hiện giờ là bao nhiêu tuổi? Cổ Phật từ bi, đệ tử đã ăn chay 10 năm, hiện nay là 49 tuổi. Trông rất trẻ, phải không? Vì vậy, những người đã ăn chay càng lâu, tuổi càng cao, dường như lại càng trẻ hơn. Xin hỏi lớp trưởng, ăn chay đã bao nhiêu lâu rồi? Hiện giờ là bao nhiêu tuổi? Đệ tử đã ăn chay được 5 năm, hiện giờ là 58 tuổi. Vì lớp trưởng ăn chay thời gian ngắn, nên nhìn thật sự là 58 tuổi. Và hiền sĩ nữ kia, mặc dù là 50 tuổi, nhưng ăn chay đã 10 năm, thời gian dài hơn, vì vậy nhìn trẻ hơn ít nhất 10 tuổi. Lớp trưởng bây giờ là 58 tuổi, ăn chay đã 5 năm, sau 10 năm nữa, anh sẽ 68 tuổi, và anh đã ăn chay được 15 năm. Đến lúc đó, ngoại hình và tinh thần của anh trông khỏe mạnh và trẻ trung hơn bây giờ. Do đó, các hiền sĩ muốn mình có tinh thần hơn, nhìn trẻ hơn, khỏe mạnh hơn thì ăn chay trong thời gian dài. Vừa rồi điểm truyền sư từ bi bài giảng trên, nghe có hiểu hay có tiếp thu và học tập được gì từ tri thức và sức khỏe hay không? Đã biết được trong thịt động vật, trong các loài cá thật sự có hàm chứa độc tố rất mạnh, không thích hợp cho loài người ăn không? Cho nên, các vị phải sớm trì chay như tố, mà khi ăn chay sẽ thành thói quen một thời gian rồi, thì nhanh quyết định lập xuống thanh khẩu nguyện. Hiền sĩ cầu đạo là tên đã được ghi danh trên thiên bảng. Sau khi cầu đạo, chỉ cần chăm chỉ tu đạo, thêm vào thanh khẩu như tố, độ người liễu nguyện, sư tôn sư mẫu sẽ giúp gánh lên phần lớn nhân quả nghiệp lực của chúng ta. Nhưng điều kiện là phải chăm chỉ tu đạo, chăm chỉ độ người bàn đạo, thêm nữa phải chăm chỉ hành tài thí, pháp thí, vô úy thí. Sau khi cầu đạo mới có tư cách lập thanh khẩu. Sau khi lập thanh khẩu mới có tư cách lập thiên chức mà thượng thiên ban cho. Cho nên sau này, các hiền sĩ lãnh nhận được thiên chức đàn chủ, thiên chức phục vụ bàn sự nhân viên, thiên chức giảng viên, thiên chức giảng sư, nhất định phải đạt được. Nhưng trước tiên là phải cầu đạo, đồng thời lập thanh khẩu nguyện.
Hiền sĩ một khi đã mở được tiên thiên huyền quang khiếu, từ nơi huyền quang khiếu hé ra một chút linh quang. Về sau, nếu như tiếp tục duy trì làm tam thí đồng hành, chăm chỉ tu đạo, chăm chỉ liễu nguyện, từ nơi huyền quang khiếu sẽ tỏa phát ra một ánh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng êm dịu. Từ huyền quang khiếu sẽ tỏa ra linh quang mà mắt thường nhìn không thấy, nhưng chư thiên tiên Phật và vô hình giới nguyên nhân đều nhìn thấy được. Cho nên, khi hiền sĩ đi đến một nơi nào đó, thì sẽ có khí thiên thần, thổ địa công và thiện hồn ở nơi đó tiến đến để trợ giúp và bảo hộ. Vì vậy cầu đạo còn phải nhanh học tập ăn chay. Vì vậy cầu đạo rất quan trọng. Sau khi cầu đạo còn phải nhanh đi học tập ăn chay. Thêm nữa, sớm ngày lập nguyện thanh khẩu. Tất cả những người tu đạo tham bàn tam tạo phổ độ đều nhất thiết phải sớm ngày lập xuống nguyện thanh khẩu như tố. Bởi vì thiên mệnh của tam tạo phổ độ là phải cứu các vị thoát khỏi luân hồi. Mà muốn thoát khỏi luân hồi, nhất thiết phải thanh khẩu như tố mới có thể đình chỉ tạo sát nghiệp. Nếu như không có cách nào đình chỉ tạo sát nghiệp, chắc chắn sẽ tiếp tục luân hồi. Người tu đạo lập xuống thanh khẩu nguyện mới càng vững lòng tin với tu đạo, không bởi vì gặp trở ngại mà bỏ cuộc tu đạo. Người thanh khẩu như tố mới có đủ tư cách bàn tam tạo phổ độ. Nếu như chưa có thanh khẩu như tố, tứ sinh động vật chắc chắn sẽ không giúp đỡ, tu bàn mai sau sẽ gặp nhiều khó khăn. Cổ Phật ta động viên các hiền sĩ chăm chỉ nghiên cứu đạo học, chăm chỉ nghe lớp mới thay đổi được vận mệnh không tốt. Các hiền sĩ xem, với 8 tình huống khó mà cầu đạo. Thứ nhất, chưa sinh vào thời đại khai phổ độ. Thứ hai, nhân sĩ đã dùng toàn bộ tinh thần chuyên chú vào nghiên tu các tôn giáo. Thứ ba, người quá hạnh phúc. Ví dụ người có nhiều tiền, cuộc sống tất cả đều thuận lợi, người trong thân tâm chưa từng chịu khổ. Thứ tư, người hoặc tam tạo nguyên nhân có đủ thông minh tài trí, sức lãnh ngộ cao, tự cho rằng có thể dùng năng lực của mình đi lãnh ngộ tất cả các sự vật trên thế gian. Thứ năm, người hoặc là tam tạo nguyên nhân với nguyện từ bi cứu thế chưa đủ thâm hậu. Thứ sáu, người hoặc là tam tạo nguyên nhân chưa đủ Phật duyên hay phước báo chưa đủ nhiều. Thứ bảy, những vô hình giới nguyên nhân ở địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo cùng với các nơi đang chịu hình phạt. Thứ tám, người mà thân thể có tàn khuyết lớn, ví dụ những người mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, miệng không nói được, hay là không có tay, không có chân. Loại thứ nhất, chưa sinh vào thời đại khai phổ độ. Hiền sĩ, thời đại hiện nay là Bạch Dương phổ độ, cho nên thời đại hiện nay là thời đại rất dễ cầu đạo. Nhưng thời xa xưa, đại bộ phận con người đều không có cách nào cầu đạo. Không cầu đạo được thì nhất định không có cách nào về trời. Loại thứ hai, nhân sĩ dùng toàn bộ tinh thần chuyên chú vào nghiên tu các tôn giáo. Các hiền sĩ có phải chuyên tâm vào nghiên cứu các tôn giáo hay không? Thật ra, các hiền sĩ đại bộ phận đều không có tinh thần chăm chú vào nghiên cứu các tôn giáo, cho nên ngược lại rất dễ cầu đạo. Loại thứ ba, người quá hạnh phúc. Người quá hạnh phúc bao gồm người có nhiều tiền, có cuộc sống tất cả đều thuận lợi, người trong thân tâm chưa từng chịu khổ. Xin hỏi các hiền sĩ,
có tự thấy mình rất hạnh phúc, hoàn toàn không có việc gì phiền não, khổ não hay không. Trong cuộc sống của chúng ta, chắc chắn sẽ có nhiều phiền não, khổ não. Chỉ có ít hay nhiều, đều không có cảm thấy mình được 100% hạnh phúc. Cho nên, hiền sĩ rất dễ dàng cầu được đạo. Loại thứ tư, người hoặc tam tạo nguyên nhân có đủ thông minh tài trí, có sức lãnh ngộ cao, tự cho rằng có thể dùng năng lực của mình đi lãnh ngộ tất cả sự vật trên thế gian. Ở đây có hiền sĩ nào mới sinh ra đời đã hiểu được mọi việc trên thế gian không? Chúng ta đều ở trong trường học, tiếp thu qua nền giáo dục, tiếp thu qua sự dạy dỗ của cha mẹ, trưởng bối. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu được nhiều điều đều là do cha mẹ hay trưởng bối đã dạy dỗ, giáo dục chúng ta, hay là những bạn bè bên cạnh giao lưu dẫn dắt. May mắn, các hiền sĩ không phải sinh ra đều hiểu mọi chuyện, cho nên rất dễ dàng cầu đạo. Loại thứ năm, người hoặc nguyên nhân tam tạo với nguyện từ bi cứu thế chưa đủ thâm hậu. Vừa nãy có nói, ở đây, đại bộ phận lớp viên lúc đầu được cổ Phật ta làm cho cảm động, mà nguyện ý xuống lại phàm trần đầu thai để cứu thế nhân. Có thể thấy được, nguyện từ bi cứu thế của các hiền sĩ đều rất sâu đậm, rất sâu nặng. Cho nên, các vị đều rất dễ dàng cầu đạo. Loại thứ sáu, người và tam tạo nguyên nhân chưa đủ Phật duyên, hay là phước báo chưa đủ nhiều. Các vị hiền sĩ, tiền kiếp Phật duyên rất thâm sâu và phước báo rất lớn, cho nên tiên Phật mới chuyển nhân duyên hiền sĩ tới pháp hội nơi đây. Loại thứ bảy, những nguyên nhân ở địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, cùng với các nơi đang chịu hình phạt. Các hiền sĩ đều là nhân loại hữu hình, không phải là vô hình nguyên nhân đang ở nơi chịu hình. Cho nên các vị đều rất dễ dàng cầu đạo. Loại thứ 8, người mà thân thể có những tàn khuyết lớn, ví dụ người mắt không nhìn thấy, tai không nghe thấy, miệng không nói được, hay là không có tay, không có chân. Khi hiền sĩ đem 8 tình huống khó mà cầu đạo dịch thành tiếng Campuchia, để sau này các vị hiền sĩ về Phật đường nghiên cứu thì xem hiểu rõ hơn. Tuy rằng bây giờ chưa có hiểu rõ lắm, chưa nghe hiểu lắm, sau này thường về Phật đường nghe bài đạo lý thì sẽ hiểu rõ hơn. Cổ Phật có một việc muốn dặn dò toàn thể nhân viên. Những trái cây này là ân sư dặn cổ Phật phát tặng cho công quả vận chuyển nhân viên. Mọi người dùng tâm khai hoang đạo vụ, ơn trên tự nhiên sẽ gạt chuyển rất lớn, và thu hoạch rất lớn là bản thân của mình. Mọi người dùng tâm khai hoang, thành toàn độ hóa chúng sinh, ngoài việc tự liễu đại nguyện, lại có thể cứu vớt nhiều khổ nạn thương linh, giải thoát khỏi sinh tử, tự mình lại càng hiểu thêm đạo lý nữa, làm một việc mà có thể lợi ích cho nhiều người. Đó là ơn mà Thượng Thiên Phổ Độ Tam Tạo đã khai sáng, mới đạt được nhiều hiệu quả ích lợi như vậy. Các vị hiền sĩ hãy nỗ lực thêm và càng cố gắng hơn. Ngoài ra, những vị tiền hiền đến từ Đài Loan và bàn sự nhân viên, khi tan lớp rồi đi lãnh lấy trái lọc. Đây cũng là ân sư căn dặn lấy những trái lọc cho trợ đạo và bàn sự nhân viên. Chúng ta bỏ ra một phần đạo lực để giúp đỡ đạo vụ càng ổn định hơn ở mỗi quốc gia. Cổ Phật ta không nói thêm nữa. Đạo lý đơn giản, dễ hiểu. Hy vọng các vị hiền sĩ nguyện ý đến học đạo. Các hiền sĩ còn nhiều đạo lý vẫn chưa hiểu, cho nên
lúc bình thường thường nghe lớp mới hiểu thêm nhiều tam tạo chân lý. Hôm nay, cổ Phật kết một phần phận duyên với các hiền sĩ trước. Mai sau, các vị hiền sĩ đã có được đạo học cơ bản. Đối với Phật quy chế độ đều có chút hiểu biết rồi, thì cổ Phật sẽ đến khai thị càng nhiều tam tạo chân lý hơn. Hy vọng các vị hiền sĩ hãy nhanh cầu đạo và học tập trì chay như tố, sớm ngày lập nguyện thanh khẩu, tương lai mới tiếp thu càng nhiều tam tạo chân lý. Bởi vì chưa có cầu đạo, chưa có thanh khẩu như tố mới chưa hiểu được tam tạo chân nghĩa. Nếu như người nhà phản đối chúng ta ăn chay, thì trước tiên cũng đừng nên ăn cá, ăn thịt, và còn phải làm nhiều tài thí, pháp thí, vô úy thí, vì bản thân kiến lập công đức thì mới nhận được gạt chuyển nhiều hơn từ thượng thiên. Các vị hiền sĩ hãy nghe lớp cho hết, tan lớp tạ ơn rồi hãy về nhà. Đã đến đây cả ngày rồi thì cũng không chênh lệch 1-2 tiếng đồng hồ. Tuy lúc bình thường các vị hiền sĩ không nhìn thấy tiên Phật, nhưng cổ Phật bình thường giúp đỡ các hiền sĩ tu bàn đạo. Hẹn gặp lại sau, các hiền sĩ hãy bảo trọng.